Với những ông bố bà mẹ lần đầu nuôi con thì việc pha sữa cho bé là một công việc khá khó khăn và vất vả. Bạn sẽ phải cân đo đong đếm làm sao để đúng lượng nước này, đúng lượng sữa hay là nhiệt độ phù hợp để có thể pha cho con một bình sữa chuẩn mà không lo ngại về vấn đề mất đi dưỡng chất có trong sữa, cũng không phải lo ngại về việc ôi trời ơi con đói quá mà mãi chưa pha xong được một bình sữa. Thì ngày hôm nay mẹ Nhung xin giới thiệu tới các mẹ một cuộc cách mạng bình sữa với máy pha sữa Baby Breeza. Thời gian pha sữa siêu nhanh, không có bong bóng khí nhờ công nghệ trộn độc đáo. Baby Breeza pha và giữ ấm sữa ở nhiệt độ tiêu chuẩn mà không lo sữa bị bón cục. Có thể tùy chỉnh nhiều mức độ pha sữa cho con. Nhiệt độ hoàn hảo, sữa sau khi pha xong thì con có thể ti được ngay và giữ được nhiệt độ ấm nóng tiêu chuẩn. Bình chứa nước pha sữa được sản xuất từ nhựa ABS, không chứa BPA, tuyệt đối an toàn. Máy thì rất là nhỏ gọn và hoàn toàn có thể mang đi du lịch. Đây là nút nguồn này và đây là nút bấm để ra sữa. Đây là nút lựa chọn số lượng ml mà chúng ta cần cho con. Ví dụ như là ở đây thì Thanh có để chế độ là 210 ml, tức là mỗi một lần mình bấm sữa thì nó sẽ ra 210 ml. Đây là cái nút mà chúng ta sẽ tùy chỉnh nhiệt độ. Bình thường thì lúc nào nhiệt độ cũng phải ở cái cột như thế này thì là nhiệt độ đủ để có thể là pha sữa cho con. Đấy. Đấy, mọi người có thể nhìn thấy và khi mà máy kêu tít như vậy, tức là nhiệt độ đã đủ rồi, chúng ta chỉ việc pha sữa thôi. Đây là cái nút mà nó giống như là hình giọt nước ấy. Thì khi mà mình bấm vào cái nút này là nó chỉ ra nước chứ không ra sữa. Và đây là nút mà khi mà chúng ta chọn vào đây thì nó sẽ lựa chọn các cái chế độ pha tùy thuộc vào những loại sữa mà con mình đang sử dụng. Có một cái khay đựng bình sữa như thế này. Nếu như mà bình sữa của chúng mình cao thì mình sẽ hạ khay xuống đây. Còn nếu như mà bình sữa thấp thì chúng ta sẽ cho khay lên đây. Rất tiện lợi và không hề lo là sữa bị rơi rớt ra ngoài. Ở đây là chiếc hộp để chúng ta có thể đựng sữa bột. Thì đóng mở rất là dễ dàng. Chúng ta chỉ cần xoay nhẹ. Đấy, khi mà mọi người nghe thấy tiếng cách như thế, tức là hộp đã được mở rồi. Và chúng ta sẽ nhẹ nhàng nhấc lên, cho sữa vào đây. Khi chúng ta đã đổ đầy sữa ở đây rồi thì sẽ đóng hộp lại theo chiều ngược lại nhé. Đấy, vậy là đã rất là chắc chắn rồi. Ở đây thì có ghi khối lượng sữa, chúng ta không được để quá cái vạch mắc này. Và chúng ta khi mà đổ sữa vào đây rồi đóng hộp lại chắc chắn như vậy thì sẽ không lo là sữa bị có không khí vào khiến cho sữa của con bị hỏng. Ở đằng sau của máy sẽ là bình chứa nước. Tháo mở cũng rất là dễ dàng. Mình sẽ cầm vào hai cái bên này và kéo ra. Chúng ta sẽ cho nước đun sôi để nguội vào đây. Và khi đã cho nước đun sôi để nguội vào cũng không quá cái vạch này. Và chúng ta lại lắp lại. Khi chúng ta lắp lại thì sẽ chờ. Đấy, tức là nước đã đạt được cái nhiệt độ chính xác để chúng ta có thể pha được một bình sữa cho con. Thời gian pha sữa là siêu nhanh luôn, chỉ cần một nút bấm. Vậy là đã có một bình sữa cho con rồi, đúng chuẩn nhiệt độ. Đầu tiên là chúng ta sẽ phải rửa tay thật sạch, tiệt trùng bình sữa và các dụng cụ pha sữa. Tiếp theo là sẽ cho sữa bột vào bình đúng với tiêu chuẩn mà con ăn. Ở đây Thanh sẽ múc 4 thìa. Sau đó cho nước. Nước cũng phải sôi ở nhiệt độ đúng chuẩn và cho ở 100 ml. Lấy thìa, pha sữa lên. Hoặc nếu không thì chúng ta cũng có thể là đậy nắp bình sữa lại và lắc nhẹ để cho tan hết sữa ở trong bình. Như thế này thì sẽ tạo nên bọt khí ở trong bình và sữa chưa chắc đã đạt được cái tiêu chuẩn nhiệt độ chính xác, nên là chúng ta sẽ phải dùng máy để chúng ta đo xem là nhiệt độ bình sữa đã là bao nhiêu, đã
phù hợp để cho con ti hay là chưa. Rất là mất thời gian đúng không? Trong khi đó, ở đây với baby Brisa thì chỉ cần một nút bấm. Vậy là chỉ trong chưa đầy 10 giây chúng ta đã có được một bình sữa cho con đúng nhiệt độ, đúng số lượng cho con cần ti. Và quan trọng là ở trong bình thì không hề có bọt khí. Thế là xong. Ở đây thì chưa đến 10 giây chúng ta đã có ngay một bình sữa hoàn hảo cho con. Không bọt khí, không món cục, đủ ấm cho bé dùng ngay. Với máy pha sữa Baby Brisa thì công cuộc chăm em bé bây giờ trở nên quá dễ dàng đối với những ông bố bà mẹ thường xuyên bận rộn giống như Thanh. Máy thì được bảo hành 12 tháng, các mẹ có thể mua hàng tại Baby Brisa Việt Nam hoặc các đại lý được ủy quyền của Baby Brisa Việt Nam nhé. Làm bố mẹ thời đại 4.0 nhàn tênh phải không các mẹ?